thấy đạo bằng lúc này người dân ở Sài Gòn thưa thớt, rất thưa bạn, rất thưa, không như mỗi năm đó bạn, mỗi năm giờ này rất kẹt xe bạn, lúc này rất thưa thớt. Đây là Nguyễn Sinh Thực, đây là đường Lý Thái Tổ bạn, mình đi ngang cái nhà hàng Sinh Đô hồi xưa bạn. Đây là đường Nguyễn Văn Cừ các bạn, đường Nguyễn Cừ mình chạy về chút mình quay cái đường phố ở đường Nguyễn Trãi buôn bán quần áo bậc nhất Sài Gòn năm nay gần Tết là thế nào các bạn, mấy năm trước thì rất xôn xao bạn, kẹt xe luôn, hôm nay để coi thế nào để chút mình quẹo đường Nguyễn Trãi bạn. Đường đó là đường bậc nhất Sài Gòn buôn bán quần áo với mọi giải đường cũng trả luôn bạn, của quận 5 mà, để coi ban ngày thế nào mà ban đêm thì nó được cái đỉnh thôi, để coi gần Tết là còn tháng nữa nó thích âm lịch mình coi thế nào. Đây, bây giờ mình quẹo vô đường Nguyễn Trãi là bạn, khu buôn bán quần áo bậc nhất Sài Gòn. Rồi bây giờ mình quẹo vô. Đây là bạn, khu buôn bán quần áo bậc nhất Sài Gòn đây. Đó, bây giờ thưa thớt bạn, mặt bằng hai bên trả đó bạn. Đó.
mấy năm trước rồi, kinh doanh ở đây rất rất phát triển bạn, rất phát triển được mặt bằng không có bằng cho thuê luôn bạn, bây giờ quá trời mặt bằng luôn bạn, người ta trả mặt bằng hết. Bạn thấy thưa thớt chưa không? Mấy anh trước ở khu này mặt bằng không có được, không có mặt bằng mà thuê, bây giờ thấy vậy đó bạn. Sáng mở ra chiều dọn vô bạn, cứ vậy tiếp tục ngày này qua ngày nọ bạn. Quan sơ rồi bạn, trước kia rất hồng hào, bây giờ rồi hết hồng hào thì mọi thứ bạn. Quay còn cắm hai bên đường luôn, gần tết tới nơi rồi giảm rẻ vậy các bạn, không tới không có tiền mua, người dân giờ đang sống chật vật và chật vật không biết sang năm thế nào nữa, cái tiền đâu mua quần áo mà đập đâu mua đó để xài thôi, bạn thấy không, đóng mua hết. Đây là cái đường trước kia xôn xao nhất Sài Gòn về mua bán quần áo, năm nay thế này các bạn, chỉ còn một tháng nữa là tới Tết rồi, âm lịch rồi vậy đó bạn. Dẹp hết, quá ế ẩm, còn nhân viên đứng không chiều à, sáng dọn ra chiều à, chiều dọn vô bạn. Không có người mua, năm trước rất ồn ào, năm nay vậy á. Rồi hết đường mà, rồi bye bye bạn nha, bye bye.